Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam chống dịch bằng tâm linh, vaccine Nanocovax tổ chức lễ cầu nguyện. Sự việc mới đây, sư thầy Thích Nhật đã tổ chức lễ cầu nguyện cho vaccine Nanocovax được lưu hành. Một sự việc chưa từng có trên thế giới, gây kinh ngạc cho dư luận. Mặc dù ông này rất thích lên hình ảnh nhưng rất nhiều lời bình luận trên mạng xã hội sau đó đã làm cho buổi cầu nguyện trở thành một thứ trò cười cho thiên hạ. Facebook Minh Thì đưa tin, vừa qua tài khoản Thích Nhật Từ có bản tin tối ngày 17 tháng 9, Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ tổ chức lễ cầu nguyện cho vaccine Nanocovax được lưu hành. Đây là hình ảnh sư thầy Thích Nhật Từ bên trái và ảnh chụp trang Facebook của ông đưa tin về Chùa Giác Ngộ của ông cầu nguyện cho vaccine Nanocovax được lưu hành. Tiếp theo, vào sáng ngày 19 tháng 9 năm 2021, Thích Nhật Từ tổ chức lễ cầu nguyện với nội dung nói trên tại trụ sở công ty cổ phần sinh học dược Nanogen, lô 15C, khu công nghệ cao, phường Tăng Nhân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là clip ghi lại hình ảnh cúng bái gồm có 14 người không hề đeo khẩu trang, bao gồm 7 người mặc áo vàng, 6 người mặc thường phục và 1 người quay phim. Vậy thử hỏi, trong khi toàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 16, thì việc tổ chức cúng bái tụ tập đông người như vậy tại cơ quan, công an có biết hay không? Nếu xử lý thì như thế nào? Mặc dù đã nỗ lực cầu nguyện, mười phương chư Phật gia hộ độ trì cho công ty Nanogen sớm được Hội đồng Khoa học và Hội đồng Đạo đức cấp giấy phép chứng nhận lưu hành vaccine Nanocovax trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, theo báo Dân Trí đưa tin, đến ngày 19 tháng 9 năm 2021, Hội đồng Đạo đức Nhà nước vẫn đánh giá chưa đủ tiêu chuẩn để cho lưu hành loại vaccine nhãn hiệu này của Việt Nam. Thông tin cũng cho hay, các sản phẩm khoa học, đặc biệt là dược liệu, nếu được tiến hành thí nghiệm sản xuất một cách đầy đủ, chính xác, theo quy trình nghiêm ngặt, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chắc chắn được thông qua Hội đồng đánh giá cho phép lưu hành, không cần vai trò cầu nguyện mê tín dị đoan vô ích. Facebook Minh Thoại đã dẫn tin và đưa ra lời bình luận như vậy. Còn luật sư Nguyễn Kiều Hưng thì biết rằng Facebook Thích Nhật Từ cho biết tối qua Chùa Giác Ngộ đã tổ chức lễ cầu nguyện cho vaccine Nanocovax được lưu hành. Không biết ông chủ hãng vaccine này có liên quan gì hay không. Nếu có thì đã tự làm giảm giá trị khoa học của công trình nghiên cứu bấy lâu nay rồi. Còn trang thông tin chính phủ đưa thông tin khẳng định rằng chưa thông qua cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax vì Bộ Y tế vẫn đang yêu cầu nhóm nghiên cứu bổ sung thêm dữ liệu. Đây là hình ảnh chụp bài báo trên trang báo điện tử của chính phủ ghi nhận tựa đề chưa thông qua cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax. Vào hôm 19 tháng 9, báo chí Việt Nam cũng đưa thêm thông tin rằng Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia vào sáng 19 tháng 9 đã thông tin vaccine COVID-19 Nanocovax đạt yêu cầu về tính an toàn, chưa có dữ liệu đánh giá hiệu lực bảo vệ. Tuy nhiên, về tín hiệu khả quan, hội đồng nói trên thì vaccine chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp dựa trên số trường hợp mắc COVID-19 trong nghiên cứu lâm sàng. Điều đó có nghĩa là vaccine Nanocovax hiện chưa thể áp dụng trên thực tế. Về việc dùng sự cầu nguyện nhằm tác động lên một nghiên cứu khoa học có ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh mạng của hàng triệu con người Việt Nam, Facebook Phạm Cường đưa ra lời bình luận như sau. Hơn 1,6 vạn người chết trong vỏn vẹn có 3 tháng mà không thấy ngôi chùa quốc doanh nào tổ chức cầu nguyện cho các nạn nhân. Hàng chục vạn người vẫn đang ngày đêm vật lộn, giành giật lấy cuộc sống, cũng không thấy dăm ba cái chùa nào tổ chức lễ cầu nguyện cho họ. Cách đây một mùa Tết, Covid có tay trụ trì công an chùa Ba Vàng còn kêu gọi tín đồ cúng dường online nghe rất là 4.0, nhưng cũng đâu thấy tổ chức lễ nghi gì để cầu phúc hoặc cầu may cho chính con nhang hay cứu độ chúng sinh bằng các chương trình từ thiện. Thì đúng một cái, chùa Giác Ngộ thông tin sẽ làm một nghi lễ cầu nguyện vào tối ngày 17 tháng 9 như thế, muốn đánh động tới giới khoa học y dược của Hội đồng Thẩm định vaccine trong nước và hãy mau phê duyệt cho vaccine Nanocovax. Ở bình diện ngoại giao chính trị thì đây là một việc làm can thiệp vào chuyện nội bộ của một nước rồi đấy. Facebook Phạm Cường đã nêu quan điểm như vậy. Trên trang Facebook cá nhân khác thì tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ đưa ra bài viết Nanocovax
vaccine đầu tiên trên thế giới được tổ chức lễ cầu nguyện. Đây là hình ảnh thầy Thích Nhật Từ đang làm phép cho vaccine Nanocovax tại công ty Nanogen. Sau lần thất bại trong tháng 8 vừa qua, khi kết quả nghiên cứu khoa học của Nanocovax không vượt qua được hội đồng thẩm định của Bộ Y tế để được cấp phép khẩn cấp, thì lần này họ đã bổ sung thêm kết quả và đệ trình để thẩm định lại thêm một lần nữa. Theo thông tin của báo chí trong nước, thì một lần nữa Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã thông qua hồ sơ của Nanocovax và chờ đợi tiếp các quyết định từ Hội đồng Thẩm định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi biết mới đây Chùa Giác Ngộ đã tổ chức lễ cầu nguyện cho vaccine Nanocovax được lưu hành. Tôi đã không tin đây là sự thật cho đến khi có bạn gửi cho xem video về clip này. Hiện tại không thể đánh giá Nanocovax như thế nào thì không có thông tin khoa học trong tay, nhưng có thể khẳng định là Nanocovax có thể không phải là một vaccine COVID-19 đứng đầu thế giới, nhưng đây là vaccine đầu tiên trên thế giới được tổ chức lễ cầu nguyện để được lưu hành. Tuy là một nhà khoa học và mình không khẳng định 100% là tin vào tâm linh, nhưng cầu nguyện kiểu này thì thật là không biết phải nói sao, một cảm xúc thật lạ. Ngoài ra, cũng xem thông tin của Bộ Y tế mới cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine Abdala của Cuba sản xuất, là vaccine COVID-19 thứ 8 tại Việt Nam. Cũng khá bất ngờ với quyết định này, vì theo tôi đây là quyết định khá dễ dãi khi vaccine này chưa có một công bố khoa học nào rõ ràng về tính an toàn và sự hiệu quả. Rất ít nơi trên thế giới sử dụng và cũng không có trong danh sách vaccine mà Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận cho sử dụng khẩn cấp. Đứng ở góc độ này thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ là thật là bất công khi Nanocovax lại không được chấp thuận sử dụng khẩn cấp khi mà một vaccine thiếu thông tin khoa học như Abdala đã được thông qua dễ dàng đến như vậy. Đây là hình ảnh vaccine COVID-19 Abdala của Cuba đã được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt vào hôm 17 tháng 9. Thiết nghĩ tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp. Vaccine là chìa khóa quan trọng để chúng ta thoát khỏi đại dịch. Nhưng việc lựa chọn sử dụng vaccine ra sao cho an toàn và hiệu quả cũng sẽ quan trọng không kém để bảo vệ sức khỏe, giảm thiểu rủi ro cho người dân và đưa đất nước mau chóng thoát dịch. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ đã nêu nhận định như vậy. Còn blogger Phạm Lê Vương Các cũng đưa ra bình luận rằng câu chuyện vaccine lưu hành là thiếu trí tuệ và xa rời triết lý Phật giáo. Đạo Phật là đạo duy tuệ thị nghiệp, tức là sự nghiệp duy nhất mà Phật và các đệ tử cần đeo đuổi trọn đời, đó là trí tuệ. Lấy việc khám phá và nhận thức đúng để ứng xử theo nhân quả khách quan, chứ không theo ảo tưởng. Vậy mà một người có đức cao trọng vọng trong giáo hội như thầy Thích Nhật Từ lại dẫn dắt các Phật tử đi vào con đường mộng tưởng bằng nghi lễ cầu nguyện cho vaccine Nanocovax sớm được lưu hành vào hôm 17 tháng 9. Cầu nguyện như vậy, một hình thức cầu xin thánh thần siêu hình, cho dù bằng sự thành tâm hay lễ vật đều thể hiện sự vô minh. Nghi lễ này là sự mê tín, rời xa con đường chánh pháp. Sự vô minh còn thể hiện qua việc đi cầu nguyện cho một thứ hoàn toàn thuộc về chuyên môn khoa học là vaccine. Nó không có chỗ cho tâm linh chen vào. Và Đức Phật cũng chưa bao giờ có truyền dạy các đệ tử của Ngài thực hành nghi lễ cầu nguyện. Đây là hình ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người chứng ngộ thành Phật sau khi thiền định nhiều ngày. Khi còn sống, ông có tư tưởng cải cách và xóa bỏ nhiều nghi lễ rườm rà duy trì hàng nghìn năm trước đó ở Ấn Độ. Mà trái lại, khi các đệ tử thắc mắc về vấn đề siêu hình, cố hình thực nghiệm tâm linh, Đức Phật thường hay của phạt và dạy rằng điều hệ trọng nhất là phải tự tin tiến lên để được giải thoát và giác ngộ, đừng phí thời gian và tâm lực vào những vấn đề siêu hình. Ngài nhấn mạnh, dù thế giới này là hữu hạn hay vô hạn, là hữu cùng hay vô cùng, thì điều mà chúng ta phải nhận được ở giữa đời này vẫn là những khổ đau của sinh, lão, bệnh, tử. Vì vậy, ngày nay, khi mà tụ tập các đệ tử chân tu của Phật hết sức cẩn trọng trong việc thực nghiệm tâm linh siêu hình như lễ cầu nguyện, cúng kiếng, có thể cầu nguyện những điều tốt đẹp cho chúng sinh, nhưng không cầu nguyện để phi nhân quả. Tức là bệnh cầu nguyện để hết bệnh, nghèo cầu cho giàu, học dốt cầu đỗ đại học, rồi cầu cho vaccine được lưu hành. Như vậy là sai, rất sai với triết lý Phật giáo. Vấn đề này không chỉ riêng thầy Thích Nhật Từ, mà cả giáo hội Phật giáo Việt Nam đang dẫn dắt Phật tử ngày càng lún sâu vào sự mê tín, mộng tưởng.
đứng trước đại dịch COVID-19, sao các sư không sử dụng phép quán vô thường trong Phật Pháp để giáo hóa chúng sinh mà lại dẫn dắt đệ tử rời xa con đường trí tuệ, lạc vào cõi u mê đến như vậy? Rõ ràng, đối với Phật tử, khi thực tập phép quán vô thường sẽ giúp họ không sợ hãi trước các biến cố, nhận thức đúng về biến cố, chấp nhận đường đi của nhân quả khi nó xảy ra để giữ tâm an định khi đối diện hoàn cảnh, sẽ có cách hóa giải và ít khổ đau, phiền não khi mất mát. Còn kiểu cầu nguyện mà thầy Thích Nhật Từ đang thực hiện là hoàn toàn không có tuệ quán và vô thường quán, do đó thiếu một sự sâu sắc trong tử vi quán. Nó không là dạng thức đúng của bậc giác ngộ. Ông Phạm Lê Vương Các đã nêu quan điểm như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Hai ngày 20 tháng 9 năm 2021 với bản tin Việt Nam chống dịch bằng tâm linh, vaccine Nanocovax tổ chức lễ cầu nguyện. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.